Hi, xin chào anh em. Và ngày hôm qua thì bọn mình có một cái số kế hoạch, tức là về cái phần mâm này này cho trước Pagani Huayra PC của mình mọi người ạ. Và cái mâm này nhé mọi người, thì bọn mình sẽ kế hoạch là giống chiếc Ferrari này. Vì sao lại giống chiếc Ferrari này? Tức là bọn mình với Bugatti Chiron này kìa, thì bọn mình hồi đó là bọn mình sử dụng cái mâm có sẵn chiếc Ferrari này, anh em nhìn thấy chưa? Nó là một cái bản thiết kế riêng, một cái bản thiết kế riêng, và nó đắt tiền hơn. Mâm lần sau sẽ to hơn cả về chiều rộng cũng như chiều ngang. Mâm trước sẽ nhỏ hơn mâm sau, và vì thế là nó sẽ giống hơn với một chiếc Ferrari thực thụ mọi người nhé. Vì thế là bọn mình cũng sẽ, đây một phần là đáp ứng yêu cầu của anh em, một phần nữa thì là bọn mình cũng muốn là chiếc xe của mình trở nên hoàn thiện hơn, nên là bọn mình có kế hoạch. Ngày hôm qua thì mình có chia sẻ với anh em rồi, mình cũng đã đưa ra một số cái mẫu, một cái số cái phương án để chúng ta cùng nhau để chốt cái lựa chọn của mình mọi người nhé. Đấy, thì ngày hôm qua là mình đang vlog, nhưng mà hiểu là hôm qua anh em xem đá bóng nhiều quá hay sao ấy, nói chung cũng được, không sao anh em ạ. Nhưng mà hôm nay hết đá bóng, anh em ủng hộ mình nhá. Đấy, bọn mình sẽ làm một cái bộ mâm gọi là đặt thiết kế giống với lại chiếc Ferrari này. Ôi ông nào lại để mũ bảo hiểm ở đây, trời ơi, siêu xe mà anh em để vậy hỏng rồi. Đấy mọi người nhá, xem bọn mình cái bộ mâm kia, thì bọn mình hôm qua là có bốn lựa chọn, bốn cái kiểu mâm khác nhau, thì anh em cũng có những cái ý kiến riêng rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem qua, tức là một số các cái mẫu mình đưa ra thì anh em cũng đã có cái lựa chọn riêng cho riêng mình rồi. Đây, mình vào trước đây. Đây em nhé. Đây này. Ồ, hơi bị để mình lấy nét nhé. Mẫu 2 lên top này. Mẫu 2 này. Đấy. Mẫu 2 này 25 like này. Một cái bình luận này 25 like của anh em ạ. Đấy, em qua bọn mình có gì này. Bảy kính xoay màu bạc là đặc trưng của Huayra. Nếu làm được thì tuyệt đẹp. Thì tuyệt đẹp. Nhìn bánh ra là Pagani. Đấy. Một công việc tuyệt vời. Yeah. I love you bạn. Ok bạn này, bạn ấy hỏi mắt mình này. Các bạn là bạn nước ngoài biết ngay mà. Thank you. Ô bạn này bạn bảo là Lamborghini hoặc là McLaren. Bạn ấy muốn một con xe tiếp theo sau khi bọn mình hoàn thiện con Pagani này sẽ là một con McLaren hoặc là Lamborghini. Làm những chiếc supercar hay các nó mang tính nhẹ thuật hơn chiếc Rolls Royce. Rồi bạn này bảo là không thích làm Rolls Royce này. Đấy, nói chung là mỗi người thì có một ý kiến khác nhau. Ô bạn này bạn bảo là làm cái phanh đấy. Mình cũng ghi nhận nhá. Welcome. Thank you. Làm loại xoáy hay mẫu đi, mẫu 2. Xoáy hay xoáy đi anh. Mẫu 2, bạn ấy cũng có mẫu 2 này mọi người. Nói chung là cái mẫu 2 là cái mẫu ngày hôm qua mình và Nùng cũng thích ấy. Yeah, rất nhiều ý kiến, mình đang dùng một tay nhé. Cảm ơn em nhá. Đây mình sẽ lướt cho anh em xem này, mẫu 2 này. Mẫu 2 này, mẫu 2 đẹp hơn anh ơi này. Mình đang cùng một tay nên là hơi khó để mà thả tim cũng như là dép bình luận mọi người thông cảm giúp mình nhé. Tại vì là mình đang cầm một tay là máy quay, một tay là điện thoại này đấy. Yeah em ơi. Mà đây là một cú số 1 này, mâm số 1 này. Mẫu 2 này. Đấy, rất là nhiều bạn thích mẫu 2 nhá. Mẫu 2 đẹp nữa này. Đấy. Mẫu 2 nè. Anh em ạ, nhiều anh em thích mẫu 2 phết đấy. Mẫu 2 này, mẫu số 1 này. Mẫu 2, mẫu 2, bảy cánh xoáy ngược đấy. Mẫu 2 nhé. Mẫu 2. Và toàn là mẫu 2, mẫu 3 này. Có một mẫu 4 này. Đấy anh em ạ, nói chung là mỗi anh em thì có một ý kiến khác nhau. Và đương nhiên rồi, mình phải chỉ lựa chọn theo cái mẫu mà, cứ làm sao nhỉ anh em, cái mẫu mà nó nhiều cái sự lựa chọn nhất thôi. Tại vì là mình chỉ có thể là lắp một, đây là mẫu 1 đây. Mẫu 1 này thì ít anh em lựa chọn rồi. Mẫu 1 đây. Mẫu 2 đi anh em nhé. Và đây là cái mẫu 2 mà anh em lựa chọn nhiều này. Ồ, đây mẫu 3, mẫu 2 đây. Thì mình sẽ theo những cái gì mình nói em qua. Tức là mẫu 2 anh em lựa chọn nhiều thì mình sẽ thử thiết kế bộ này thành mẫu 2 thay cho chiếc Pagani của mình. Và mình sẽ liên hệ với đối tác, cũng như là phải tham khảo các cái thông số về kích thước, về số liệu của mâm trước và mâm sau. Nó phải chuẩn ok thì lúc đấy là bọn mình sẽ thống nhất là đi vào chế tạo nhá.
chế tạo một cái bộ mâm nhé anh em nhé, chứ không phải là cái bộ là thích mâm kiểu này là xong đâu. Bọn mình còn liên quan đến kích thước này, cao rộng ngang này, bao nhiêu các thứ đó. Rồi ok, vậy là anh em thích mẫu 2 đúng không? Bây giờ thì mình sẽ lên phương án kích thước, anh em vẫn có thể là comment với mình, gọi giúp mình về anh em. Rồi ok, nói chung là kế hoạch về cái mâm của chúng ta thì là sẽ như vậy mọi người nhá. Chúng ta sẽ làm một cái bộ mâm xoáy đấy, mâm mẫu số 2, và bọn mình sẽ làm kích cỡ là trước sẽ nhỏ hơn sau đấy, đấy là kiểu thế anh em ạ. Rồi và ngày mai thì bọn mình đang hoàn thiện hệ thống canh gió thì rất là sắc nét kìa anh em ạ. Cái hệ thống canh gió kìa thì cũng có phương án là chiều nay bọn mình sẽ bắt đầu cắt cái lưng này ra này. Anh em nhìn cái vệt cắt này chưa, thì bọn mình đang tính là sẽ cắt cái phần lưng này ra để làm sao bọn mình muốn thiết kế cái mẫu chiếc xe của mình này nó có thể đóng mở cái phần cốp lưng ấy, như chiếc xe mà ở trên app anh em xem ấy, thì nên là nó sẽ hơi phức tạp một chút. Mở ra được thì sẽ phải có hệ thống mà ti thủy lực cũng như là các cái kết cấu bên trong nó phải ổn định nữa, chứ không phải là ngay cái body bên ngoài này anh em ạ. Nên là bọn mình sẽ phải có những cái phương án tính toán ở đây, chú Lợi đang tính toán anh kìa. Đấy, trông thì đơn giản này thôi, nhưng mà để mà hoàn thiện được mấy lần nữa ấy, ra một chiếc xe cho anh em xem thì nó hơi cầu kỳ một chút. Ở trên bên trong này thì mọi người đang tiến hành là làm cánh gió anh em ạ. Đây này, mịn ok rồi. Đây này anh em ạ. Đấy, cánh gió mọi người nhá. Ôi anh em ạ, hiện tại là chú Lợi đang bắt đầu tháo bánh xe bên ra ngoài này, càng A này. Đây nhá anh em ơi, phía bên này nè, bánh xe nó ok rồi, tức là nhìn đầy ngang ấy, nó không bị thò ra ngoài quá. Tức là làm theo xe zin ấy thì nó không bị thò ra ngoài quá. Độ body kit thì chúng ta mới thò cái này ra ngoài một chút anh em ạ, nhưng mà bởi mình đang muốn làm cho nó cân đối giống như kiểu con Ferrari kìa. Đấy, thì bên này hôm trước là đợt trước là làm ok, nhưng mà kiểu lắp vỏ và mọi thứ nó bị xê dịch ấy. Nên là chú Lợi đang tiến hành là chỉnh sửa lại cái phần càng A này cho bên phải bên người lái này anh em ạ. Hệ thống càng A này này. Đây này. Thì đang bắt đầu tháo ra rồi để làm ngắn lại một chút đó không nhớ. Đây à. Ngắn lại là trước là nó khi cái vỏ này đấy mình chưa lắp thì mình đo ở trong tâm khung ra thì là cũng hai bên nó cân nhau. Cân nhau. Cái chiều dài đó. Bên đây nó vẫn đi ra khoảng gần một phân thôi, gần một phân. Ừ. Gọi là gần một phân khoảng 8 ly gì đấy. Nhưng mà đến cơ mình lắp vỏ vào thì bên này cái phần vỏ bên này nó bị không biết vỏ hay là tại như thế nào, nhưng mà nghĩa là bên kia thì bánh được nó được loạt vào đây này. Đấy, bằng với cái bên này. Ừ. Nhưng mà bên này nó lại lồi ra vậy. Lồi ra. Thì là khi mà dòng mạnh ấy thì nó chạm vào vỏ hả? Nó bị không, nghĩa là cơ mình làm thì nó không muốn chạm, không cho nó chạm vỏ được. Nhưng mà nghĩa là nó bị lồi ra ngoài thì một bên lồi một bên thụt. Đấy, bên kia thụt kìa, cái này là lồi này. Thì mình muốn cho nó vào bên trong để cho nó cân đối hai bên. Mà cái form này không phải của mà cắt gọt được đi nữa anh em. Form này thì không sửa nữa. Không cắt được kiểu mình cắt đi được, cắt đi nữa thì anh em mình dùng nha. Nó mất cân đối luôn. À. Nó không phải của đẩy sang bên kia nữa mà theo cái khung xe mất rồi. Cái khung này thì trước kia nó vẫn nguyên bản mà, đây là form xe cái này ra vẫn ok mà. Vâng. Từ bên kia sang đây đo vẫn là chuẩn luôn. Vẫn là chuẩn. Ừ, nó bị sai lệch ở đâu đó vậy. Đây. Bây giờ ở càng A luôn. Đấy là chúng ta sẽ chỉnh cái đoạn càng A này một chút anh em ạ. Nó đang bị ở cái đoạn càng A này. Càng A thì chỉ cần cho vào một chút là được. Cho vào một chút là được anh em ạ. Nhưng mà cắt ra hơi khó ấy, tại vì trước hẳn chắc rồi. Chú ạ. Không, nó có cái đường. Nó có cái đường của nó, mình cứ cắt ra cái đường mới hàn cũ ấy. Nhưng mà cũng khó lắm, cứ cứng rồi. Thật đấy. Nó không, nghĩa là nó không gọn, gọn càng A đâu mà. Mà
nó đi càng A hình này. Tim của nó ở đây, đập thuốc, không có lại em, rằng là chặn ở đây, con tim sắp lên nữa này, một cái về con tim sắp đẩy lên, tim như con Bugatti ấy, đấy con Bugatti ấy, không có đẩy thuốc, khả năng của Pagani này hay á, nhưng mà là tố sao người ta thiết kế vẫn là trong quá trình của người ta hết, họ tính toán hết mà, là kỹ sư mà. Mình thì cứ thấy chỗ nào hợp lý thì mình làm thôi. Nó chỉnh sửa thôi, càng ngày nó nhỏ lại một chút anh em nhé. Thì nó ngắn là nó đưa vào bên trong một chút nữa. Đấy, cái càng ngày nó bị đang gặp cái vấn đề như thế anh em ạ. Xong rồi mình bắt đầu là chỉnh cái đoạn đầu phía trước này được, nhưng mà càng ngày phải ok đã. Dài nha. Đó. Đó, khoảng 8 cm. 8 cm nhỉ.
em. Đấy đấy nè, để đấy luôn á. À, ok ok. Đấy, anh em thấy mối hàng được chú là uy tín chưa? Nói chung là mấy đứa mình phải sơn tỉ vào đó em nhé. Đợt vừa rồi họ đợt trước làm không gầm ấy, mới lại bị delay là mình không sơn vào. Nhưng mà cái sắt này cũng dày mà anh em ạ. Mấy đứa bọn mình sẽ xử lý hết cái kẽm tỉ đi nè. Sau đó bọn mình sơn chống tỉ đàng hoàng mà. Ờ, cắt như nào luôn, cái này khó cắt hơn nhiều. Ở cái này lấy đều qua ra trước thôi. Để khó một tí. Bảo đấy hả chú? Ok rồi. Ủa thế này. À ừ nhỉ. Vào bên trong một chút rồi nhỉ. 2 phân rồi. 2 phân à. Nghĩa là cho nó 2 phân. Ờ nhưng mà mấy nước cái mâm kia thịt rắn. Mâm cũng phải thế. Mâm thì thịt và cắn. Cái mâm mới ấy. Không. Mâm thì nó ốp nó cũng vậy mà. Nguyên độ bẻ của nó các thứ nó sẽ khác nhau chứ. Nó bẻ vào trong thôi chứ. Cái trước của nó lỗ, nếu mà bằng lỗ ốc của nó chỉ đến tầm côn vậy thôi chứ. Nó là côn ốc ấy. À, mâm mới đó. Còn nếu mà trường hợp mâm mới mà nó không, nó cũng vài vậy, vậy nếu xe này là gần như là lồn nhất. Còn thường thường nó lõm vào trong chứ. Cho nó ra thì vẫn cho được bởi vì ốc ren đấy. Ừ. Vào thì cộng hết rồi nhưng mà ra thì ốc ren là vẫn ra được. Hiện tại là buổi chiều anh em ạ, và bây giờ thì mà mình nó kế hoạch tức là đưa hai phần cánh này ra ngoài để mà mình thao tác chi tiết mấy đoạn chi tiết xung quanh cánh này anh em nhé. Đấy, hiện tại cánh này vẫn chưa ok lắm đâu, đang cân nhắc nhiều yếu tố đó. Để lấy lối đi vào đi vào không? Cái này bên phía trước để luôn. Để luôn bánh xe này nhỉ, được không?
Hai cái này mình có cây thép ống sắt. Cái này nặng. Cái nặng là nặng bao nhiêu cân? Rồi cánh thứ hai. Trong gần cháo có gì nào phát quạt kia. Cái này phải mài cái này đi nhỉ chứ nhỉ. Quấy cái này mài mỏng mỏng đi. Cái này vát lại đằng sau kia mà. Ừ. Tại cái gì khuôn lỗi nhé, khuôn sửa đấy. Đợt trước mài mỏng đấy, mài nghĩa là mỏng nó mỏng đều ấy thì bao giờ nó cũng tốt hơn, chứ nó dày cái chỗ dày chỗ mỏng ngon chứ. Không có chơi này cắt đi, cái này thì để tạm rồi đã, nhưng cái này lấy cây mới cây nhẹ, nhưng mà để nó nhẹ hết vừa. Bây giờ thì hiện tại là chú Lợi đang chuẩn bị là cắt cái phần lưng người ra anh em ạ, cắt cái phần lưng người ra để cho nó làm sao nhỉ? Đây này, ở đây có đường vé này anh em ạ, đây này. Đấy. Cắt đứt cái loại này ra, cái này nó sẽ bám vào xe này thì nó sẽ cửa mở lên được ấy. Nó có mô hình đâu nhỉ? Đây thôi đây. Chú sẽ cắt làm sao để cái loại này nó mở lên đây. Đấy anh em ạ.
Đấy, như thế là mình ok rồi. Bây giờ chuẩn bị là nhấc cái này đây. Nhớ trong cái mỹ lý nó sẽ nhớ kiểu này này anh em. Đấy, kiểu này. Cái này chưa nhớ được luôn đâu. Là mình dính phần đuôi vào nó rồi kìa. Vừa rồi là mấy chú cháu còn tập trung cắt, người quay, người gì để lên một cái video chính này anh em. Nên là con này mới quay cho anh em xem cái toàn bộ không gian. Rồi, chú review nào. Đấy, anh em thấy toàn bộ không gian thấy bụi bẩn chưa? Đấy. Kinh luôn ấy. Đấy, nhưng mà nó có cái phần này là nó cũng là ok này. Giống như ở trong xe thật đấy. Nó ở chết luôn vậy à? Phần này nó đứng ở đây luôn. Con này mình làm kiểu nó liền liền với nhau thì trông nó đỡ thô đấy. Vâng. Này có cái đuôi nữa vào đây thì trông nó khác ngay. Đó, hai bên này. Động cơ bẩn lắm. Khá là bụi mấy vụ rồi. Cái này là cơ sáng mình có dàn lại để cho hai cái này nó đỡ bị dạn ra hai bên. Thì dàn cây này và dàn cây kia. Lưng đẹp hết đấy nhỉ. Lưng quá đẹp đấy. Cái khuôn không có mình làm kìa. Bằng giấy thì cái này phải lấy cái giấy ra anh em. Lấy giấy ra. Với lại những cái chi tiết đường này xuống là nó khóa lại. Đây có một đường thẳng xuống này. Khóa lại này. Đây chỉ trông thấy mỗi cái phần này là lộ ra thôi. Còn những chỗ này là nó mỏng lắm. Anh em thấy rồi, hiện tại mình đang cây gạch nhé kìa. Cây gạch để tránh nó mất form. Ở đây là cái phần lưng của mình nhá. Đó, cái lưng không uy tín nha anh em. Vừa bê từ trên này xuống đây. À, đẹp đấy. Cái nhiều rác này ra, nhiều khuôn nữa cơ. Đấy đó. Nè mic nè. Mic nhỉ. Mic cái này mic. Cái này ông nọ lùng quá, không dài được hôm nay bỏ tháo ra mới dài anh đi. Ông nọ mét trong nó sâu quá. Ừ. Mày dạy bỏ ra cổ lô này nó gặp nó có chút dính. Nó bị gì quá, chặt chắc kín. Nó nhựa hóa quá không? Nhiều hóa một phần rồi. Nó chảy cái nhựa túi bóng này không? Chảy cả túi bóng à? Nó chảy túi bóng á, kia đi. Sợ nhỉ? Đó, chảy túi bóng này. Mình phải lấy cái dao hoặc cái gì đó, cái tay khó đó. Nhưng mà phần lưng này rất là nhiều chi tiết để làm. Cái này phải cho vào áp xong là thả mô hình xuống, thả 3 ở 3 AR xuống, xong rồi xem chi tiết. Quá nhất là cái đoạn đây, bàn lề này, bàn lề mở cái cốt này, bàn lề là khó nhất đấy. Tức là có mở nổi lên không ý. Rồi nguyên chứ nhỉ? Thôi tối rửa chứ. Hả? Xịt gì? Về cái phần này ấy là nó sẽ liền xuống đây. Liền xuống dưới luôn, nhưng mà có khả năng là một mình làm bên trong là nó dính ở bên ngoài, mình chỉ làm cắn khớp vào đây thôi. Đây là ô kính chết rồi. Thì mình xem vào trong áp là khi mở lên là nó cũng cái này nó liền xuống cái vỏ này luôn. Cái phần này có vẻ cũng hơi sâu. Thì tối nay phải rửa qua ấy. Cũng khá là. Mấy vừa hai ba hôm vừa mài nhiều quá. Phần này nó nữa cắt ra để làm cái cốt để bình ắc quy ở dưới đây. Sẽ có một cái bình ắc quy ở đấy. Con này thì củ phát của nó còn ok lắm, củ phát điện đấy. Ừ. Thì khả năng mình chỉ cần dùng một chiếc bình là tẩy ga luôn. Ừ. Như xe bình thường luôn. Ừ, hôm nọ là khi mà nổ máy lên ấy thì là cho một cái đầu lửa vào đầu cực bình thôi, còn đầu âm nó vẫn ở trong máy là vẫn chạy thoải mái. Thoải mái luôn. Tức là rất một bên bình nó vẫn chạy mà. Ừ. Rất bên âm ra đấy. Mình lợi thế là cái củ phát này nó còn ngon.
dán xuống, dán hết xuống, dán thẳng đúng của nó là xuống đến dưới này luôn. Đúng rồi, bị kín hết. Để mấy cái khe hở để cho ống nào qua thôi. Ừ, nhưng mà mình phải xem lại nhớ đâu, mình phải cái động cơ của mình nó khác với lại cái động cơ của xe thật. Đúng rồi. Đấy, nhưng mình cứ đoạn nào mình làm được theo con xe là mình làm, còn đoạn nào mà mình phải tận dụng tối đa cái phần xe của mình thôi. Động cơ rồi thì những mọi thứ chi tiết này mình làm lằng nhằng lắm. Rồi mọi người sẽ bắt đầu là xử lý lưng người nữa anh em ạ. Rồi. Từ đây dán đây, dán dọc ra đến ngoài này. Xong là thằng này lại dán một đường từ đây dán đây. Xong còn này là chéo. Tức là cái chiều dọc xuống này đấy. Dán đây nó chéo chiều này. Chéo vào đúng không? Không, chéo đến đây. Còn thằng này là dán từ thằng này ra đấy một mảnh. Vậy luôn. Ừ, hình vậy. Nó bé thôi. Vậy thôi đi. Thì vừa rồi xem ở trong app là nó vậy rồi. Thằng này đứng mà dính đây kiểu chéo chéo nó rắn lên ngàn. Còn thằng này đọc từ đây ra thôi. Thì đến tầm này thôi. Thì mình vuông ấy, ở chữ L đấy. Nó che cái thằng này đi. Là nó tự che thằng này. Đây áp lên đi. Đúng á. Đây đuôi. Đấy chưa. Nói nè. Còn cái ý là cái phần đen bên kia nó lại chúc sâu rồi. Cái kia là vào sâu rồi kìa. Đúng không? Đấy, đúng không? Là cái đến cái điểm này hơi chéo chéo này. Bây giờ thì mọi người đang bắt đầu là tiến hành là cắt này và một số cái chi tiết là sẽ liên kết theo kiểu là ghép cái mảng với nhau. Đây thì vừa rồi là Nguyên đã bắt đầu tháo hết cái phần bìa cắt tông người ta rồi anh em ạ. Giờ thì bọn mình sẽ dính qua một lớp sợi để làm cái giáp danh nó ok lại mọi người nhé. Tắm mày nhỉ. Đó mai nhỉ nhỉ. Đó mình đám tay đấy. Mình lại nó mai.
nguyên quá. Nói chung là hôm nay mải rất nhiều anh em ạ. Kinh nhỉ, bụi bặm nhỉ. Và mang cái máy rửa đi sửa. Hôm nay rửa, hôm nay làm hơi bụi anh em ạ. Làm sao chú đẹp chưa? Trời ơi, sao đổ rồi. Có phải có cái sợi chứ. Không còn sợi kia. Cái này mình chỉ đứng lên thôi. Cái này là cháu bôi nước vào thế là nó mất cái đấy đi rồi. Ừ, đấy, nay thì đó, ta mua đống trình leo pha nước uống. Còn cái này là phòng phòng tại rượu rượu cắt đi. Mày làm đi. Cái này chỉ cần cho nhiều mắt là hết phòng ngay. Phòng nó lại vậy. Có cái kia phủ qua chứ. Cho 3-4 lớp không? Cho 3-4 lớp sợi rối lên không? Cho cái lớp cái lên. Muốn vẫn là. À vậy á? Ý là cái sợi kia nó vẫn bôi xuống á. Thằng này nó quan điểm của nó như thế. Đặt cấp vậy cho mà. Bôi xuống đây đi. Không cứt. Cái này cái trên này phòng nó bôi hết xuống nhưng mà chú này tại kèm dài quá chú lợi không cắt đi. Lại chuẩn bị cửa kem nữa. Cửa kem. Cửa kem hôm nay là 250%. Một đố hai gì? Một đố hai ơi. Đấy đây anh em bạn, nói chung đây cái phần lưng của mình nhé. Thì cái phần phần dễ mùi thì nó sẽ thành cái hộp kiểu góc như này này. Tại vì sau này cái phần lưng này nó sẽ mở lên cơ. Nên là nó sẽ thiết kế kiểu này này. Cả hai bên luôn này, bên đánh vậy này. Bên này thì mới dính vào thôi, chưa sử dụng sợi. Mới dính bằng keo nến nữa. Chỗ này là gạn nhất đây. Cao lên tầm này thì có 1 phân nữa. Từ cái này lên. Chỗ này thì thoáng. Mình mong rộng mắt nhá. Chỗ này. Ghi nó đây rồi 1 phân nữa điểm này. Cô làm cũng được uống đó. Anh em nghỉ tay uống nước non á. Nguyên nghỉ tay để gì ấy. 200% ấy. Thôi anh em mình nghỉ tay uống nước non á. Hôm nay mài mệt quá. 200% ấy. Mày nắng nhỉ. Đây nắng rồi mà cái bộ đồ này chắc là ối rồi phải không? Cái này hãng còn nắng mát là xuyên rồi. Trong chỉ có nước. Mà nước có ra bên bàn người nó cũng mát. Mát là được. Tỉnh mát. Có tôi ngồi bộ tàn bố nữa. Nó đồ lặng này nè. Làm sao? Để chứ? Gì gì đấy? Để bàn lẻ lên đó. Ừ, đúng rồi, bàn lẻ lại ở dưới này cơ nhỉ? Nó lại ở dưới đít này cơ nhỉ? Cây thắt từ đây xuống đây là phải một là một cây thì phải cây cứng mà hai cây thì không xong rồi nó mới. Cái đoạn này cứng thì nó mới đẩy được cái lực của hai những cái kia lên. Cái đoạn này nó còn kiểu này nữa cơ. Bạn lấy nó phe đi rẽ. Đang bỏ cho cái con này đi. Con phe lại rẽ. Về đấy. Đây là đập dẹp dẹp ra. Đập dẹp ra. Xong là chạy lên thôi. Nó phải lên một chút để sau này làm bàn lề đã bị thiếu. Còn hàn nữa. Tôi bảo hai cây
Trên này nó lại còn có một cái bàn là cánh gió nó đây. Cắt bụng chỗ này. Cái cánh gió ở đấy nữa cơ nhỉ? Cái ti thủy lực cánh gió lên nữa cơ nhỉ? Hả? Cánh gió này là ti thủy lực hay là ti điện? Điện đấy. Ti điện đi, nó tự động mà nhỉ? Ti điện thì kiểu nó lên xuống tự động luôn. Ừ. Ti điện phải cho cái hành trình thật nhanh. Nó chặt, chúng tôi chặt nhỉ? Không, ti điện thì mình phải cấu nó lên. Cấu nó hòa ra xong bắt đầu mình cho chung một chiếc một ti điện làm cho hai cái kính gió. Còn nếu mà trường hợp mà làm hai cái kính gió mà cứ lật lên lật xuống bên này bên kia đó, tức là một cái lên một cái xuống đấy. Cháu nghĩ là một ti cho hai cánh hợp lý thôi. Thì hai cánh thôi nhỉ. Ừ. Còn làm mình cứ lên đồng bộ cả vậy đi. Ừ, nó đẹp hơn. Cái lật lên lật xuống. Với lại mình thiết kế cái này làm gì, mình cũng có cái công dụng của nó mình cũng có để làm gì đâu mà. Chứ là mình thiết kế cho đủ hoạt động được, nó đẹp thôi. Cho lên xuống hơn nhỉ. Vậy thôi. Thì một tí thì lên tốt, cả một tí thôi. Tí điện thôi. Điện thì cho cái thì nhanh nhanh một chút. Đây ra ở đây tay uống công nước đã chưa? Đây này anh em ạ, mình vừa mua ít cái gì nhỉ? Chanh dây. Chanh dây. Chanh đeo này có phải cho thêm chanh cốt không nhỉ? Không cần đâu nhỉ? Không. Chìa nữa mà. Ngon chưa anh em ạ? Đấy, 25.000 một con. Tạch nhỉ? Ừ. Đây, chanh dây này, rồi cái neo này. Chanh dây có phải chanh dây thật không hay chanh dây fake đấy? Chanh dây làm từ giấy. Thì bây giờ cái gì chẳng fake ai biết đâu được. Cái này nó là fake thì chất nha. Đẳng cấp pro vip. Xin mạng mật ong fake lộn mù thôi. Yeah. Mật ong thì fake từ xưa này rồi. Ừ. Gạo thì có gạo fake rồi. Nhưng mà gạo đi... fake, trứng fake, tôm fake, lộn mật fake. Fake. Thịt lợn fake. Nhiều lợn fake. Người còn fake nhé. Bây giờ người toàn người fake thôi. Người thì silicone lắm vậy. Bây giờ đặt cái fake nha. Có mình là thật á. Nói chung là làm mật ấy ra nước non để uống anh em. Để con xe mấy nó thiết kế xong mà mở lên nó hơi bị đẳng cấp đấy anh em ạ. Mà cắt luôn. Chanh dây này anh em ạ. Đấy, chanh dây thật nha, mấy chanh dây fake đâu. Đấy. Chanh dây ở miền Nam nữa dòng nhiều. Uống nước non cứ mua này còn rẻ hơn là mua mấy loại chai nước kia. Mấy chai nước kia cứ mười mấy nghìn một chai. Yeah. Mà nó lại là fake. À không phải fake mà là nó nhân tạo ấy. Hóa học. Ừ, hóa học. Cái này là ok này. Cái này có mua đường không? Ừ, mua nó đường glucose. Mua. Nguyên. À, nhìn em nhìn Nguyên. Ăn mặc kiểu vô vách nha. Vô vách gì? Mặc mày mà đi chơi này. Vô vách của những Underground. Ok mọi người, bây giờ thì chú cháu mình sẽ làm ít nước chanh dây để uống đó mọi người nhé. Hôm ngày hôm nay thì mày hơi nhiều bụi nên là bọn mình cũng không nói chuyện được với anh em nhiều, anh em thông cảm giúp bọn mình nhé. Kế hoạch của mình thì sẽ là vậy rồi, mình sẽ đang lên thông số để lấy bộ la răng này nữa anh em ạ. Anh em vẫn có ý kiến nào thì đừng quên là bất cứ bình luận. Cũng như mọi ngày trước ấy thì mình sẽ đọc lại bình luận và mình đúc kết ra những cái lý do mà hay ho để mình biết được mình khắc phục sớm anh em nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Bye bye anh em, mình phải ăn uống đã. Bye bye. Bye bye. Bye bye.